Xin chào tất cả các em. Ở video giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 53-54 là phân tích ánh sáng trắng, sự trộn các ánh sáng màu. Chấm 1 như sau. Phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau? Chúng ta chiếu một chùm sáng vào gương này. Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm thủy tinh mỏng. Chiếu chùm sáng trắng qua lăng kính hay là chiếu chùm sáng trắng qua thấu kính phân kỳ. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng kính đúng không ạ? Hoặc là qua mặt ghi của đĩa CD đúng không? Như vậy thì ở đây em sẽ chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án C. Em khoanh vào. Chấm 2. Đây chỉ có một chùm sáng màu đỏ thôi thì không phải là trộn màu được, không thể trộn màu được. Chiếu chùm sáng đỏ này qua tấm bìa màu vàng. Chiếu chùm sáng đỏ qua tấm kính lọc màu vàng. Cái qua tấm kính lọc màu vàng này thì ở đây nó sẽ là tạo ra ánh sáng qua tấm lọc chứ không phải là gì trộn ánh sáng. Chiếu chùm ánh sáng qua kính lọc màu đỏ sau đó qua kính lọc màu vàng thì đây cũng là tạo ra cái ánh sáng màu chứ không phải là gì chứ không phải là pha trộn. Đây là chiếu chùm sáng màu đỏ này và chùm sáng màu vàng vào cùng một tờ giấy trắng. Như vậy ở đây chiếu hai hoặc là nhiều chùm sáng này vào cùng một tờ giấy trắng thì đây chính là sự pha trộn, đúng không ạ? Em sẽ khoanh cho cô đáp án đúng chính là đáp án D. Sang bài 3. Hãy ghép các ý ở phía bên trái với các ý bên phải để chúng ta được các cái câu mang ý nghĩa đúng. Phân tích một cái chùm sáng tức là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta tách từ cái chùm sáng đó ra những cái chùm sáng màu khác nhau. Vì trong một cái chùm sáng của chúng ta nó có nhiều màu, chúng ta cần phải tách ra thì đấy sẽ là phân tích, đúng không ạ? Như vậy 53, 54.3, ý A thì em sẽ nối với 3 cho cô. B, trộn hai chùm sáng màu với nhau tức là làm sao? Tức là chúng ta cho hai chùm sáng đó gặp nhau thì nó sẽ là trộn. Vậy B thì em sẽ nối với 4. C, có nhiều cách phân tích một cái chùm sáng. Chúng ta có thể chiếu chùm sáng qua một cái lăng kính này. Chúng ta cũng có thể chiếu chùm sáng trắng qua cái mặt ghi của đĩa CD. Như vậy thì C các em nối với cho cô với 2. Còn lại thì D các em sẽ nối với 1. Theo phương pháp loại trừ. Sang bài tập số 4. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút nhé. Đây chúng ta có 3 câu, đáp án của 3 câu, chấm 1, chấm 2, chấm 3 đây rồi. Sang bài chấm 4 này. Nhìn vào các cái váng dầu mỡ bong bóng xà phòng ở ngoài trời thì ta có thể thấy những cái màu gì? Như vậy thì ta sẽ thấy các cái màu nó biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím tùy theo cái phương ta nhìn. Được chưa? 54.4 này, 53, 54.4 này thì chúng ta sẽ thấy màu, một dải màu biến thiên liên tục đúng không ạ? Các màu biến thiên liên tục, biến thiên liên tục từ màu đỏ cho đến màu tím tùy theo phương nhìn của ta. Sang ý B như sau. Ánh sáng chiếu vào các cái váng này, váng dầu mỡ này hoặc là bong bóng, nó là ánh sáng trắng hay ánh sáng màu? Ánh sáng chiếu vào thì nó chính là cái phần ánh sáng mặt trời thôi, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ là ánh sáng trắng, đúng chưa? Ở ngoài trời thì là ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng trời là mặt trời là ánh sáng màu. Ánh sáng chiếu vào cái váng dầu mỡ này
là bong bóng này. Thì nó chính là ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống đúng không ạ? Mà ánh sáng mặt trời thì nó là chùm sáng trắng. Đấy, nó sẽ là các chùm sáng trắng. Tiếp theo, ta có thể coi đây là cách phân tích ánh sáng trắng hay không? Tại sao? Như vậy thì ta có thể coi đây là một trong số những cách phân tích ánh sáng trắng, bởi vì là từ chùm ánh sáng trắng ban đầu thì ta sau khi qua các cái vân này thì chúng ta sẽ thu được một cái dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, đúng không? Ta sẽ có ý C như sau. Ý C, ta có thể coi đây là một cách phân tích ánh sáng trắng. Là một cách phân tích ánh sáng trắng. Vì sao? Vì từ một chùm sáng trắng ban đầu thì ta thu được một dải màu biến thiên. Biến thiên từ màu đỏ đến màu tím. Như vậy, rõ ràng đây là cái sự phân tích ánh sáng trắng. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài số 5. Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng thì ta thu được ánh sáng có màu nào dưới đây? Như vậy cái này bằng thực tế thì khi mà các em trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng thì ta sẽ thu được ánh sáng có màu da cam. Đây này. 54.5 trộn ánh sáng đỏ với lại ánh sáng vàng ta thu được ánh sáng có màu da cam. Chúng ta sẽ sang bài tập số 6. Trong các trường hợp dưới đây, ánh sáng trắng không trong ánh sáng trắng sẽ không bị phân tích trong trường hợp nào dưới đây? Trường hợp A, chiếu ánh sáng trắng qua lăng kính. Như vậy cái này, lăng kính là một trong số những dụng cụ dùng để phân tích ánh sáng trắng này. Đĩa CD cũng là một dụng cụ để phân tích ánh sáng trắng này. Bóng xà phòng thì cũng xem như là dụng cụ để phân tích ánh sáng trắng. Chỉ có qua gương phẳng thì cái ánh sáng nó bị phản xạ trở lại thôi. Màu của nó giữ nguyên, vẫn là ánh sáng trắng bị phản xạ trở lại, chứ không hề bị phân tích qua gương phẳng. Như vậy ở đây ánh sáng trắng sẽ không bị phân tích qua gương phẳng. Các em sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án B. Bài 7. Hãy làm thí nghiệm sau để trả lời câu hỏi này. Chiếu một cái ánh sáng phát ra từ một cái đèn LED màu lục
vào mặt ghi của một đĩa CD rồi quan sát ánh sáng phản ra từ mặt đĩa theo đủ mọi phía, ta sẽ thấy ánh sáng là gì. Tức là các em đưa một cái đèn LED. Cái đèn LED này thì có màu lục, xanh lục đấy. Ta chiếu vào trong cái đĩa CD. Như vậy thì khi chiếu vào đĩa CD thì ta chỉ thấy, trường hợp này thì chúng ta chỉ thấy nó có màu xanh lục thôi, đúng không ạ? Vì sao? Vì ánh sáng từ cái đèn LED này này, nó là ánh sáng đơn sắc, nó chỉ có một màu thôi, nó là màu lục, đúng không ạ? Nó là màu lục nên là cái đĩa CD này nó không thể phân tích cái ánh sáng lục từ đèn LED sang màu khác được. Nó có nhiều màu thì nó mới phân tích màu, đúng không ạ? Trong cái chùm sáng chiếu tới đĩa CD này, nếu là ánh sáng trắng, bản thân trong ánh sáng trắng nó có rất là nhiều màu, nên là khi mà đi qua đĩa CD thì nó mới phân tích cái ánh sáng đấy thành các cái màu khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta chiếu vào đây chỉ có một màu thôi, đúng không ạ? Nó có nhiều màu đâu, nó chỉ có một màu, đó là màu lục thôi. Thì chúng ta chỉ nhìn ở trong này chỉ thấy màu lục, bởi vì nó có nhiều màu đâu mà phân tích ra được nhiều màu, đúng chưa? Vậy ở đây đáp án đúng chính là đáp án A. Các em chọn đáp án A này. Vì sao? Vì ánh sáng từ đèn LED là ánh sáng đơn sắc. Đơn sắc tức là chỉ có một màu, đúng không ạ? Chỉ có màu lục. Nên là đĩa CD không phân tích được ánh sáng màu lục sang ánh sáng màu khác. Nên đĩa CD không phân tích được màu lục sang các màu khác. Nó có nhiều màu ở trong đấy thì mới phân tích được, đúng không? Ở đây nó chỉ có một màu là màu lục thì nó chỉ cho một màu lục thôi, không đi phân tích được. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài 53, 54.8. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video giảng của cô lại một chút nhé. Cũng làm thí nghiệm như trên đối với đèn LED màu đỏ, chọn câu trả lời đúng. Như vậy nếu như mà đèn LED màu đỏ thì chỉ có một màu đỏ đi truyền đến đĩa CD. Thì nó chỉ có một ánh sáng màu đỏ truyền đến thì phân tích thì nó cũng chỉ ra màu đỏ thôi, đúng không ạ? Như vậy chúng ta chỉ thấy ánh sáng màu đỏ truyền tới thôi này, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ hiện trên cái đĩa CD thôi. Các em tiếp tục chọn cho cô 8, đáp án đúng chính là đáp án A. Các em có thể giải thích tương tự câu 7. Sang bài 9. Nếu ở đây chúng ta chiếu một cái chùm sáng đỏ này và một chùm sáng lục vào cùng một chỗ trên một cái màn ảnh màu trắng thì chúng ta sẽ được cái vệt sáng màu gì. Như vậy ở đây tức là chúng ta trộn màu lục và màu đỏ. Khi trộn màu lục và màu đỏ thì chúng ta sẽ được một cái màu, đó là màu gì em? Màu vàng. Cái này là bằng thí nghiệm thực tế để các em chọn nhá. Tức là màu đỏ và màu xanh lục đấy thì nó sẽ cho các em màu vàng. Sang câu 10. Tại mỗi điểm trên màn hình của TV thì có 3 cái hạt phát ra 3 thứ ánh sáng khác nhau, đó màu đỏ này, màu lục và màu lam. Nếu 3 hạt này được kích thích phát sáng mạnh yếu khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái màu khác nhau tại cái điểm đó. Hỏi nếu cả 3 hạt được kích thích phát sáng mạnh thì tại điểm đó có cái ánh sáng màu gì? Như vậy chúng ta đã học ở phần lý thuyết là 3 cái màu đỏ, lục và lam, khi chúng ta trộn 3 cái màu này trong cái điều kiện nhất định. Điều kiện nhất định đó chính là trong cái điều kiện mà chúng ta kích thích cho ánh sáng phát ra mạnh ấy, thì nó sẽ cho ra ánh sáng màu trắng. Cái này là ở trong phần lý thuyết. Em sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án D. Sang bài chấm 11, hãy ghép các ý ở phần A ở phía bên trái này với các ý bên phải
để được cả các cái câu đúng. Nhìn một cái dây tóc bóng đèn, nhìn một bóng đèn dây tóc nóng phát sáng, ánh sáng này là ánh sáng trắng, qua một cái lăng kính thì ta sẽ thấy gì? Có rất nhiều ánh sáng màu khác nhau, nó sẽ có màu biến đổi từ màu đỏ đến màu tím. Như vậy ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc. Nếu mà đơn sắc người ta chỉ thấy một màu thôi, đúng không ạ? Vì nó có nhiều màu sắc nên khi qua lăng kính thì nó sẽ phân tích ra được các cái màu sắc đấy. Như vậy thì A các em sẽ nối cho cô với 4. 11. B. Nhìn một cái bóng đèn đỏ. Cái bóng đèn đỏ này nó hình quả nhót, thường là để thắp hương trên bàn thờ. Qua một lăng kính thì ta cũng thấy có rất nhiều các cái ánh sáng có màu khác nhau, nó hiện ra từ màu đỏ đến màu tím. Như vậy cái ánh sáng khi mà nó có nhiều màu như này thì chứng tỏ là cái ánh sáng màu đỏ này không phải là ánh sáng đơn sắc. Nó không chỉ có màu đỏ thôi, mà trong cái ánh sáng cái màu đỏ này nó lại là gì? Là nó phải là đa sắc, nó kích nhiều cái màu khác nhau, nên là chúng ta mới phân tích ra được các cái màu từ đỏ đến tím này. Như vậy ánh sáng đỏ của cái đèn này nó không phải là ánh sáng đơn sắc, mà bản thân trong cái ánh sáng màu đỏ này nó phải là chứa nhiều cái màu sắc khác nhau, thì khi qua lăng kính thì nó mới cho được cái nhiều màu, đúng không? Như vậy B các em lại nối với 1. C. Nhìn một cái đèn LED đỏ qua một cái lăng kính thì ta chỉ thấy có ánh sáng đỏ thôi. Đèn LED thì chúng ta chỉ thấy đèn đỏ. Như vậy cái màu đỏ này nó lại là màu đỏ đơn sắc. Trên này này thì màu đỏ này là màu đỏ, không phải là đơn sắc, là đa sắc, tức là có nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng mà màu đỏ này chỉ có một màu. Đây, màu này gọi là đơn sắc. C em nối với 2. Và cuối cùng D em nối với 1. Theo cái phương án loại trừ. Quay lại này, B này. Có ánh sáng màu đỏ là ánh sáng đơn sắc, nhưng mà cũng có rất nhiều ánh sáng màu đỏ. D ở đây, theo phương án loại trừ D đây lại nối với 3, xin lỗi em. Đấy, 4, 1, 2, 3. Thì người ta thấy là có ánh sáng màu đỏ là đơn sắc, nhưng mà cũng có ánh sáng màu đỏ không đơn sắc, đúng không ạ? Đơn sắc, ví dụ như trường hợp C này này, thì nó là đơn sắc. Nhưng mà trường hợp B cũng là ánh sáng đỏ, nhưng mà nó có không đơn sắc, đúng không? Như vậy thì chúng ta nối cái ý cuối cùng là D, các em sẽ nối với 3. Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài chấm 12 này. Chấm 12 cũng là ghép các ý ở câu A bên trái với các ý ở bên phải để được các câu đúng. Chiếu chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu lục vào cùng một chỗ trên một tờ giấy trắng thì ta sẽ được cái gì em? Đỏ với màu lục thì ta sẽ thấy có một vệt sáng màu vàng này. Rõ ràng màu vàng là màu không đơn sắc. Màu vàng này không phải là màu không đơn sắc, bởi vì là nói gì? Nói do hai màu là gì? Màu đỏ và màu lục này tạo nên này. Đơn sắc thì chỉ có một màu thôi, nhưng mà vì nó tạo nên từ hai màu nên nó sẽ không phải là đơn sắc. Như vậy A các em sẽ nối với cô ý 4. Câu B ở đây là cho ánh sáng vàng có được do sự trộn của ánh sáng đỏ và ánh sáng lục với nhau chiếu vào mặt ghi. Cái ánh sáng vàng này nó có được do màu đỏ và màu lục này. Nếu như mà chúng ta chiếu vào mặt ghi của đĩa CD, quan sát kỹ ánh sáng phản xạ trên đĩa, nếu nhưng mà các em chỉ thấy có các cái ánh có màu này là màu vàng này, màu đỏ và màu lục. Màu vàng, màu đỏ, màu lục tức là ba cái màu ban đầu. Ba cái màu ban đầu này khi chiếu qua CD thì cũng chỉ được ba màu. Như vậy chúng ta sẽ kết luận là cái màu đỏ và màu lục nói trên là ánh sáng đơn sắc. Đúng không ạ? Đây, nó là ánh sáng đơn sắc nên là khi qua CD thì nó vẫn giữ nguyên màu, nó không hiện thêm các cái màu khác nữa. Như vậy B thì em sẽ nối với 1. Còn nếu như mà khi qua đĩa CD mà nó lại hiện thêm nhiều màu khác nữa thì đấy không phải là ánh sáng đơn sắc. C. Nếu trong thí nghiệm nói ở câu B trường hợp này,
Ngoài ánh sáng màu vàng và màu đỏ và màu lục, ta còn thấy các cái ánh sáng màu khác nữa này. Để xuất hiện các ánh sáng màu khác nữa thì ít nhất một trong hai màu là ánh sáng đỏ và ánh sáng lục dùng để trộn với nhau, không phải là ánh sáng đơn sắc. Bởi vì là ngoài hai cái những cái màu này, qua đĩa CD mà nó xuất hiện thêm các cái màu khác chứng tỏ các ánh sáng này không phải là đơn sắc, đúng không? Vậy C em đối với 2, còn lại theo phương pháp loại trừ thì D sẽ đối với 3. Đấy, trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 53, 54. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.